Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em đến nhà anh Dũng lắp cái lồng nước. Thì bữa trước có làm một cái video để quay cho các bác xem rồi. Thì hôm nay đến để sục rửa cho gia đình và tư vấn cách sục rửa. Thì đây là bác bố anh Dũng. Thì các bác thấy gia đình anh Dũng làm cái nhà cực đẹp. Dạ vâng, rất cảm ơn nhá. Dạ. Đây anh làm cái nhà rất chi là đẹp các bác ạ. Thì ở đây là cái cây lọc đôi mà em lắp cho anh Dũng này các bác. Đấy. Thì ở đây là anh lắp dùng cho cái giếng đào các bác nhé. Thì các bác thấy cái giếng đào này. Đấy. Ở đây là cái giếng đào mà em lắp dùng luôn cả van hút sâu luôn các bác này. Thì ở đây là cái máy bơm nó sẽ hút ra kia. Và cái giếng này là lắp van hút sâu luôn các bác. Và đường đây là đường nước nó sẽ vào cây lọc đây. Thì ở đây các bác thấy là cái cây lọc đôi này. Đấy. Đấy các bác thấy cái cây lọc đôi này. Thì ở đây là cái đường nước lên trên tầng các bác ạ, đẩy lên trên tầng 2 luôn nhé. Ở đây là các bác thấy cái chế độ này là cái chế độ em nước em đang dùng để lọc nước đưa lên bồn. Thì các bác thấy cái nguồn nước nó vào ở đầu kia. Đấy, vào rồi này, sau nó lên trên này và nó vòng xuống cái đây các bác. Đây, nguồn nước nó vào đây các bác nha. Đây, nước nó sẽ lên trên đây. Đấy, ở đây là cái khóa xả đáy thì em đã đấu chung dồn tất cả các điểm vào với nhau rồi. Và lòng nước thế nó xả chắn đi chứ này. Dạ. Thông minh. Dạ, cháu cảm ơn. Đây, nước đang bơm lên trên bồn này. Đây đang bơm ở đây. Bơm lên trên bồn này các bác này. Đấy, bây giờ sẽ đưa ra cái chế độ xả này. Xả được vặn hai vòi. Đây, anh đưa cái đầu nước trong ra đây. Đấy, đúng rồi, mở cái khóa này ra. Đấy. Rồi, bắt khóa lại. Khóa lại đây. Nước trong đó. Đây bây giờ anh sẽ mở cái khóa này ra, ta sẽ sục rửa từng cây một nha. Anh mở khóa nữa ra đi. Đấy, rồi mở cái khóa trên này ra. Khóa trên bể lại. Đấy, anh khóa trên bể lại, đúng rồi. Và khóa cái khóa này lại. Sục từng cây một thôi. Khóa cái khóa bên này lại, không cho sang cây thứ hai này. Đây, ông bà thấy cái nước cặn bẩn nó ra này, kinh chưa? Đó, ông bà thấy cái lọc cho hết dở lên cái nước bẩn nó chờ mình sục nó ra đó. Bao nhiêu ngày thì sục lần? Nửa tháng sục lần. Nửa tháng còn một tháng sục lần được thôi bà mà. Đảo sục đi sục lại đó chứ mới biết là cái nước mình hắn đưa lên trên bồn hắn bẩn. Ở đây là cháu bủa cả các cái vật liệu ví dụ như than hoàn tính, quặng, hạt nâng pH lên cho bà, hắn ổn định cái độ pH của nước ta. Cái này bắt cái ngoài ngoài nhìn kia cho bà. Dạ. Không thấy được. Okay. À nhưng mà đây là bà đang định là xây một cái buồng đây cho để bảo vệ ống. À dạ. Được không? Được bà xây vậy thì quá cẩn thận luôn. Ừ, phải xây một cái ấy để mà bảo vệ ống. Xây không đây thôi xong rồi kia. Tôn anh cháu anh lại anh chỉnh được cái chế độ anh sục quay lại đi. Anh mở khóa dưới ra nè, mở khóa xả đáy cái đầu tiên ra. Khóa bên đây này, đây. Đây anh mở cái khóa đấy ra. Rồi. Anh mở khóa trên này. Vâng ạ. Anh khóa cái khóa trên lại. Khóa khóa dưới đây lại. Ừ đúng rồi. Anh khóa trên kia luôn lại. Đấy. Để cho nó lại sọc quay xuống mà, lại sọc quay xuống. Không, cái đứa này chưa sọc, mình sục từng cây một để nguồn nước nó tập trung nó khỏe. Để cho nước nó vật nó vã vật liệu đi xong mình sục lại cái lại sạch mà. Thì ở gần đây thỉnh thoảng cháu đến cháu sục bà nhìn là bà biết ngay thôi mà. Vì cái này là hai đường ống nó là nhà. Cái này là hai cây.
Đây rồi anh lại sục lại, anh mở khóa trên ra đã, mở trước khi sục là anh mở cái khóa, đúng rồi, mở khóa xả ra. Đấy, sau anh mở cái khóa dưới đi. Mở khóa dưới đã, mở cái khóa kia kìa, khóa giữa đấy, đó. Rồi, anh khóa cái khóa dưới lại. Khóa lại. Rồi, anh khóa cái khóa trên lại. Trên đầu. Đây, khóa trên kia. Đó, đó. Đấy. Ông thấy mình đuổi, khi mà mình đuổi khóa đi cái là nước nó vã vật liệu nên mình sục cái là bắt đầu nó lại đẩy cái cặn bẩn ra. Chị đón cháu đi học về đó. Các bác thế này chờ là em sục cái cây thứ nhất xong rồi nhá. Cái cây này thì sục thì các bác cứ đảo cái đầu khóa lên cho nước nó quay lên quay xuống thì nó bộn cái vật liệu nên nó đẩy cái cặn bẩn ra thôi. Sau khi sạch rồi ta sẽ sục sang cây thứ hai. Thì sục sang cây thứ hai á thì ta sẽ mở cái khóa này ra các bác. Đây ta sẽ mở cái khóa ở giữa này ra nhá. Đấy, ta mở khóa ở giữa này ra. Và ta tiến hành ta sẽ mở cái khóa dưới này ra. Đấy, ta mở khóa dưới này ra. Đấy, và các bác sửa khóa này lại. Đây. Thì nguồn nước nó sẽ tập trung vào đây, các bác, đầu vào đây, em có ghi đầu vào đây, nó sẽ tập trung sang đây. Và cái cây thứ nhất á thì hai đầu khóa mình đã khóa lại rồi. Đây. Hai cái đầu khóa của cây thứ nhất mình đã khóa lại rồi cho nên là nước nó sẽ tập trung sang cây thứ hai và nó sẽ sục giữa cái cây thứ hai. Thì ở cái cây thứ hai này khi mà tiến hành sục giữa tại sao? Mở cái khóa trên này ra các bác. Đây. Mở khóa trên này ra. Và ta tiếp tục ta mở cái khóa này ra nha các bác. Đây. Ta khóa xả đáy dưới lại. Và ở đây ta sẽ khóa cái khóa này lại các bác. Thì nguồn nước nó sẽ đi vào đây. Nó sẽ chạy xuống cái đây. Và cái khóa lên trên tầng ta cũng khóa lại nha. Nó đi đây và nó sẽ đẩy lên đây các bác. Đây nó sẽ sụp giữa cái cặn bẩn của cái cây thứ hai ra. Đây. Đấy. Cây thứ hai nó không bẩn, bà công nhận không? Đây này, cây thứ hai nó rất chi là sạch các bác. Hầu như cái cây thứ nhất nó đã dỡ lại cái cặn bẩn đến khoảng độ 70-80% rồi. Sang cái cây thứ hai nó rất chi là sạch. Đây. Đấy, cái cây thứ hai này, khi mình sục giữa là nước nó trong, nó không có cái cặn bẩn, nó không còn cái cây cặn sát nó sang cây thứ hai này cho nên là cây thứ hai nó rất sạch. Hầu như nó chỉ bẩn cái cây thứ nhất là nhiều. Nhưng mà cháu này, khi nước mà nó ở giếng nó lên nhá. Nó lên thì bà tưởng là nó vào cái cây thứ hai xong nó qua cây thứ hai. Dạ không, nó sẽ vào cái cây thứ nhất này bà. Cây thứ nhất này nó sẽ lọc cái nước nhiễm sắt cho mình. Đấy, các cái quặng sắt, cái bẩn đi. Bắt đầu sang cái cây thứ hai thì mình nó sẽ lọc lại. Và ở cái cây thứ hai này cháu sẽ bủa cái hạt nâng pH với cái quặng, cái than nhiều hơn. Đấy, còn cây thứ nhất này chủ yếu là chỉ là cát với lại than hoạt tính, cái quặng là phần ít thôi. Cho nên sau này ví dụ như mà mình thay vật liệu lọc á, thì mình thay cái cây này 2-3 lần thì cái cây thứ hai mình mới phải thay. Thì cái phần chất lọc công nghiệp mình bủa cây thứ hai thì nó sẽ lâu hư hơn. Mình sử dụng, mình bảo dưỡng nó bền hơn. Lâu không thì phải thay. À, cái cây này nếu mà xuyên sục giữ thì chẳng phải 3-4 năm. Nói chung là cứ sục giữ thì lúc nào cái cát ở trong kia nó cũng sạch cả. Thì mình sử dụng nó được bền. Chủ yếu là cái than này mình phải mua cái than tốt để cái khoảng thời gian của cái than này nó được lâu, nó kéo dài, nó có cái niên hạn của anh ấy. À, cho đảo đi đảo lại cây thứ hai của nó có cái gì bệnh không? Đấy. Cháu đảo khóa thì nước nó lại chạy lên, nó chạy xuống, rồi nó vã cái vật liệu đi. Cây thứ hai này nó sạch luôn,
không không mình khi mình sụp rửa bà thấy không có cái cặn bẩn quà đâu. Sẽ đưa là cái chế độ lọc luôn. Đấy, mở cái khóa này ra. Mở hết rồi xong rồi đưa lại cái chế độ lọc. Mình nước nó vô đây bác này. Đấy. Nếu nó vào đây thì ta sẽ lọc ở trên lọc xuống, ta sẽ khóa này lại. Khóa luôn khóa xả này lại. Khóa này lại thì nước nó sẽ từ đây nó chạy lên đây này, chạy lên đây nó vòng sang đây là nó sẽ đi sang đây. Ở đây nó quá chặn này, nước nó không sang ở bên đây đấy, cho nên nó khi vào đây là hoạt động nó quá chặn đây, nó tập trung đây, nó chạy lên đây và nó chạy sang đây, nó sẽ sang cái cây thứ hai đây. Thì ở cái cây thứ hai tiếp tục nó sẽ lọc trên lọc xuống thì nó sẽ khóa này lại đấy. Và nó khóa tiếp cái khóa này lại. Đấy, thì nguồn nước nó lọc nó sẽ ra đây, nó sẽ chạy lên đây và nó lọc nó sang đây. Đây là cái nước là chế độ đang lọc đây mà này. Khi mà cháu mà khóa này lại á là nước nó sẽ lên trên bể. Đấy, giờ cháu bể cho nó trong đi, để cho nó trong hẳn đi, đấy là cháu chua lên trên bể cho bà là được. Nhông nhãn. Thì đây các bác thấy cái chế độ khóa em là đưa lại cái chế độ lọc. Đây sau khi kiểm tra cái nước nó trong thì các bác thì tay sẽ chôn nó lên trên bồn. Ở đây là cái khóa lên trên bồn này. Thì bà làm hai bồn, một bồn ở bên dưới và một bồn ở bên trên. Tay sẽ khóa cái khóa xả này lại. Đây. Đây khóa này lại. Thì nước nó sẽ chạy vào đây các bác. Này, nó phân chia hai đầu. Một đầu là lên trên cái bồn dưới của bà và một đầu bên đây là nó sẽ lên cái bồn hai tầng. Thì đây sẽ mở cho nó lên cái bồn trên cho bà.